Chương trình Hương Cao Quê Mẹ được trở lại với quý vị khán giả đang thưởng thức trên TV tần số 44.4 của đài Lido Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì nữ nghệ sĩ Phương Liên có về Việt Nam theo chương trình thực hiện phim của nữ nghệ sĩ Hà Phương. Thì cô có ghé thăm một người bạn chí thân cũng cùng thời là chị đàn và chị, đàn chị dạ. của cô Nhưng Phương Liên. Nhưng mà cũng chưa kịp thăm rồi, cái Phương Liên phải vô bệnh viện đó. Ồ. Oh. Dạ. Này, lá rách và đùm lá xả thôi. Lá rách nhiều đùm là người không có lá. Lá rách đùm nhiều, đùm lá nát. Vâng, thì nghệ sĩ chúng tôi thì được cái là dù hoàn cảnh gì cũng phải cười. Mặc dù là có những sự đau đớn đều che giấu ở bên trong, đó là những người sống về nội tâm. Như quý vị đã biết thì những người nghệ sĩ chúng tôi có những cái nội tâm sâu lắng và cảm xúc cũng nhiều hơn những người bình thường. Buồn thì cũng buồn nhiều hơn và vui cũng vui nhiều hơn. Nhân chuyến vừa rồi thì cô Phương Liên có được biết qua là đàn chị của cô là cô Thanh Thanh Hoa. Cô Thanh Thanh Hoa đang bị cơn bệnh là ung thư phổi phải không cô? Dạ, thời kỳ. Chắc là thời kỳ thứ nhất thôi. Dạ. Thời kỳ thứ nhất thì... Và hiện nay cái nghề của cô Thanh Thanh Hoa thì... Cô không còn hát nữa. Cô không còn hát nữa, không còn hoạt động nhiều cho nên cái tài chánh cũng chặt vặt. Vì thế cho nên Chí Tâm và cô Phương Liên có lập nên một cái quỹ để mà trợ giúp cho nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Nếu mà quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cho nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa thì xin gửi về Chí Tâm Production ở số địa chỉ 9110 đường Edinger Avenue thuộc thành phố Fountain Valley, California 92708. Chắc là đọc nhanh quá quý vị không có ghi kịp. Thì quý vị có thể lên website chitam.com, www.chitam.com để biết địa chỉ và có thể gửi về và ghi là giúp đỡ cho cô Thanh Thanh Hoa. Để trị cũng xạ... Như, đang xạ trị. Xạ trị cái chemo, chemotherapy vì ung thư phổi đó. Cho nên hồi sáng này ở tiệm của Chí Tâm cũng được đón nhận một người khán giả ngày xưa rất là ái mộ cô Thanh Thanh Hoa. Dạ. Nghe được tin thì cô chạy tới, cô đóng góp một Phương phần. Liên cũng có đi với mấy người bạn đó. Dạ. Thì cũng có một số bạn bè cũng có giúp là đang ghi trong xe. Dạ. Bên phần Chí Tâm thì nếu mà quý vị ghé qua Chí Tâm Production hoặc là gọi điện thoại ở số 714-596-8638. 596-8638 714 đầu thì quý vị ghé qua, nếu mà có cơ hội mà quý vị có phương tiện thì xin giúp đỡ một phần để cho cô Thanh Hoa có cái phần kinh tế để mà chữa trị về cái căn bệnh của cô. Nói về cô Thanh Thanh Hoa không thì quý vị sẽ không biết cô hát ở trong cái tuồng nào. Thì rất là nhiều tuồng và cái thời đó thì những cái bài hát cổ nhạc mà nổi tiếng nhất á, là cái Thoại bài Khanh Châu Tuấn. Thoại Khanh Châu Tuấn. Yeah. Thoại Khanh Châu Tuấn thì mãi cho tới bây giờ vẫn còn những cái những người mà muốn hát vòng cổ học á, thì đó là những cái bài căn bản. Yeah. Cái bài căn bản do soạn giả Viễn Châu đã viết như là cái câu ai nghe được tiếng đàn ngoài biên ai điếu hoài nức nở giữa tàn cánh đàn làm chi buồn lắm hỡi Thoại Khanh giai cổng mẹ tìm chồng nơi tề quốc. Chị qua thì chị ca cái giọng chị có một cái nét rất là buồn. Dạ, yeah, yeah. Buồn mà thì, chân phương. Dạ, yeah, chân phương. Không có luyến lái gì yeah, nhiều hết. Yeah. Ca rất là chân phương. Mà ngày xưa chỉ là phải nói là đào đẹp đó. Dạ, yeah. Thuộc về dạng nào đẹp. Dạ, yeah. Cũng lãnh giải Thanh Tâm dường như là 61 hay 62. 61, 62 gì đó. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, về trước cô Phương Liên. Dạ, yeah, trước. Và quý vị cũng đã biết là trước đây thì cô cũng từng đứng chung với sân khấu với nghệ sĩ Nam Hùng. Bây giờ thì cô ngưng, cô không còn hát nữa. Và cái vở tuồng mà Thâu Dĩa mà quý vị còn nhớ nhiều nhất là Quan Âm Thị Kính. Yeah. Đóng trong vai Thị Kính. Yeah. Rồi đứa con đó là nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Dạ. Yeah. À, thời đó thì anh Minh Cảnh đóng vai sư cụ. Sau 75 thì
Chị có đóng cái cuốn video mà Phượng Liên đã quay đó là San Hậu đó. À, cuốn San Hậu. Dạ, thì Phượng Liên đóng vai Nguyệt Kiểu thì chị đóng vai bà Hoàng Hậu. Dạ, bà Hoàng Hậu. Rồi ở trong vở tuồng Mạnh Lệ Quân thì cô Thanh Hoa. Dạ, Mạnh Lệ Quân hồi 75 vô thì chị đóng vai Tô Anh Tuyết. Có đóng vai Hoàng Phủ... Không, Tô Anh Tuyết. Tô Anh Tuyết. Cái đó là Long Trung Dĩa. À, Long Trung Dĩa. Dạ, còn khi mà hát ở sân khấu hát thì Tô Anh Tuyết. Tô Anh Tuyết là tại vì hồi xưa đó thì một đêm Phượng Liên với Ngọc Giàu và một đêm là Nghệ Thanh Thanh Hoa với lại Mỹ Châu. Thì thành được cùng hát như là bốn cô đào này. Nhưng mà bị kỳ đó Sài Gòn 1 thì nó rất là đông nghệ sĩ đó. Thành thử ra mới chia ra. Kính thưa quý vị, sau 75 thì các đoàn Kim Trung giải thể, Kim Trung 1, Kim Trung 5 giải thể thì Đào Kép lúc đó còn hoang mang, chưa có thành lập được đoàn gì hết, thì có một nhóm đứng lên để tổ chức đoàn hát tập thể. Vì thế cho nên có cái tên là đoàn Sài Gòn 1, rồi Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 vân vân. Thì do những nghệ sĩ điều động để mà thành lập nên những cái đoàn đó. Và một lần nữa, nếu quý vị có thương mến nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa, tức là mẹ của Thanh Thanh Tâm. À, Thanh Thanh Hoa còn là người mẹ của cô Thanh Thanh Tâm, mà sau này cũng đã đóng rất là nhiều tuồng trong DVD. Thì nếu quý vị có lòng hảo tâm, xin gửi về với Chí Tâm số điện thoại là 714-596-8638 hoặc là lên website thì www.chitam.com, hay là cũng có thể email về chitamcổnhac@yahoo.com. Vâng, đến đây thì sẵn có dàn nhạc thì chắc mời quý vị nghe một đoạn hòa tấu đi. Đang bài này nếu mới không thua thì biểu Hoàng Phúc có nhắm mắt lại đeo mắt kiến vô đây thì mới kiến đèn được kiến vô. Bây giờ là một tấu khúc đoạn khúc Lam Giang. Đoạn khúc Lam Giang, cái bài này có phải là của nhạc sĩ Văn Giỏi sáng tác? Dạ, anh Văn Giỏi đã sáng tác điệu hát này. Văn Giỏi là điệu đờn này. Văn Giỏi bài này cũng của anh luôn hả? Cái điệu đờn. Còn một bài Phi nữa. Vân, Phi Vân điệp khúc và đoạn khúc Lam Giang. À, dòng Kim Lan, cô muốn Kim nói Lan dòng Kim cũng Lan cũng của ảnh luôn phải. Dòng Kim Lan thì không phải dân đúng ca. Ra thì đó theo dân ca của miền Bắc. Ồ vậy hả? Dạ, nhưng mà sao được vào vào Nam nó trở thành là miền Nam quá. À. À, cái bài này trở thành nổi tiếng ở trong cải lương. À. À, bài nào trong cải lương bây giờ cũng viết đoạn khúc Lam Giang dòng Kim Lan này Kim hết. Lan. Dạ. Thì à. Chính cô về bển thì nói cái bài đó của anh Giỏi anh viết mà. Dạ. Chắc là sau này ổng đánh lượm ra dòng kêu lên chứ cái bài đó hồi trước 75 mình đâu có. Dạ đúng rồi.
À, trước 75 chưa có. Sau này thì sau 75 thì các điệu dân ca cũng khôi phục lại rất là nhiều. À, từ trong các miền rồi người ta sưu tập rồi đưa lên. À, như hồi xưa mình đâu có Lý Đường Đệm. À, không có, kỳ quá. Lý Đường Khỉ gì đó. Liên Khỉ. Liên Khỉ, Lý Đường Đệm, Lý Cây Bông, Lý Chim Xanh. Mấy cái Lý buồn nhất là Lý Quân Sáu phải không? Lý Quân Sáu là buồn và thổ thông nhất. Thổ thông nhất. Vậy thì thôi. Nhưng mà Tâm. Dạ. Tâm quên nói một cái mà hồi xưa đó, bây giờ mình lâu quá mình không có hát cái bài Hoài Tình phải không? Hoài Tình. Hồi ngày xưa là cái bài đó là mỗi lần mà mấy cái tuồng mà hát về những cái giai nấm cơm chan nấu rồi đi ăn xin ấy thì đi nghe là ca cái bài đó hay bài cầu xin. Hai câu thôi. Dạ, miếng miếng bài Hoài Tình. Đến đây thì chương trình xin được tạm ngưng vài phút để giới thiệu đến quý vị các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài Little Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.